Hello các bạn, welcome back. Đây là phần 3 sửa xe của Honda Odyssey chảy nhớt đây. Rồi bây giờ mình mở cái valve cover vô các bạn. Mình double check nha. Coi có rớt cái gì trong đó hoặc quên siết cái gì hay không. Nhưng mà nãy mình double check rồi, mình siết nhiều lần rồi. Rồi bây giờ mình bỏ cái valve cover vô các bạn. Ô mà khoan, trước khi bỏ mình phải check silicone ngay trên mấy cái cạnh. Mình phải bỏ silicone ngay chỗ cạnh này nha các bạn, để không nó chảy nhớt. Cái chỗ mà valve cover với gasket nó đè lên đó. Đó, hai bên cái mép đó, rồi bên góc ở dưới đây một cái nữa. Nếu mà mình không có check á là nó sẽ chảy đó. Rồi bỏ vô. Lúc mình bỏ cái valve cover đó thì nó có ba cái lỗ của ba cái o-ring của buri đó các bạn, thì đừng cho nó bị cắn đó. Nó cắn thì nó sẽ bị chảy nhớt vô trong mấy cái lỗ buri nha. Rồi sau đó mình gá 5 con ốc bù lon vô trong cái valve cover các bạn. Rồi bây giờ mình xiết mấy con bù lon nhỏ ốc số 10 đó các bạn, mình xiết vừa tay thôi. Mình dặn cho nó đều hết rồi mình xiết xuống từ từ, chứ không thì cái cover nó sẽ bị nứt đó, rồi lúc đó là đổ nợ nữa. Đây là cái miếng bát của sợi dây điện đó các bạn, nó có hai con bộ lon nhỏ 10 ly mình gài lên trên cái valve cover nha. Rồi sau đó sợi dây điện gài lên trên cái bát nha các bạn. Rồi bây giờ mình gắn ba cục đánh lửa vô trong cái ba cái lỗ của valve cover. Rồi bây giờ mình xiết ba con bộ lon nhỏ 10 ly của ba cái cục đánh lửa các bạn. Giờ mình gắn cái intake plenum vô các bạn. Theo đúng mình phải thay cái plenum gasket, nhưng mà nó còn sạch mà nó xài bằng sắt á, cho nên mình không cần thay cái mới. Nhưng trước khi mình gắn thì mình clean sạch sẽ trước khi mình gắn cái intake plenum các bạn. Lúc nào mình cũng để ý coi nó có rớt cái gì vô trong mấy cái lỗ của cái intake không nha các bạn, trước khi mình gắn cái plenum vô. Clean cho nó sạch hai mặt nha các bạn. Mặt trên đây và mặt dưới kia. Rồi bây giờ mình bỏ cái intake plenum xuống các bạn. Rồi mình so sánh mấy con bô lon này nó có ngắn có dài không, để nó chọt lủng cái intake ở phía dưới á. Cho nó đều. Make sure. Này con này dài nè các bạn thấy không? This one longer. Này dài ở đâu vậy? À, hai con này ngắn nè, right here. Yeah, this one here. Yeah. Yeah. And then right there. Sau khi mình bỏ mấy con bù lon số 10 ly với 12 ly đó các bạn cho nó đều hết rồi, mình sẽ xiết từ chính giữa đi ra nha các bạn. Thì đây là cái plenum cover đó các bạn. Trước khi mình bỏ vô thì mình lấy khăn sạch mình lau hai mặt. Phía bên cái cover đó nó có cao su sẵn rồi, rất là mềm cho nên mình không cần thay cái mới. Thì trước khi mình bỏ cái cover lên thì mình lau cho sạch hai mặt rồi mình
kiểm tra kỹ lại coi mình có sót cái gì ở phía phần dưới hay không. Rồi bây giờ mình gá mấy con ốc và con bồ lon của số 10 các bạn ở của cái nắp chụp cover của Plenum đây. Cái này là cái nắp cover của Plenum nha các bạn. Mấy con ốc này nó bằng giống nhau hết, nó không có dài ngắn. Mình siết vừa tay thôi. Cái miếng ron này, cái throttle body các bạn, cái chỗ đạp ga tự động á, mình clean sạch sẽ miếng ron nó còn good các bạn, còn ok, mình không cần thay cái mới. Giờ mình gắn vô trở lại. Trước khi mình gắn, mình clean cho nó sạch sẽ hai bên, mặt trong và mặt ngoài. Mình gá bốn con, hai con tán với hai con bồ lon 12 ly nha các bạn. Siết vừa tay thôi, không có cần cứng dữ lắm đâu. Tại này nó chỉ nằm đây thôi, không có gì mà sự ép hết, cho nên không có cần mà cứng dữ gì đâu. Rồi bây giờ mình gá mấy cái ống vacuum hose vô trong cái intake Plenum các bạn. Gắn cái cọng dây điện của cái đồ đạp ga tự động. Rồi bây giờ mình gắn cái air filter box vô các bạn. Rồi siết hai cái clamp của intake boot của phần trên và phần dưới cái con ốc số 10 các bạn. Rồi mình gắn cọng dây điện của cái mass airflow sensor. Mình gắn cái air filter box vô, nó có bốn con ốc, mình dặn nó vừa tay thôi nha các bạn, đừng dặn cứng quá nha. Tại cứng quá là cái con tán ở phía dưới nó sẽ tuôn theo cái miếng nhựa đó là xong luôn á. Vừa tay thôi. Có nhiều người ta lấy cái súng người ta bắn đó các bạn, không nên. Xài tay thôi, đừng xài súng hoặc air. Nơi dùng nọt đó, mấy con ốc này xét hết rồi, dặn là tuôn hết rồi, không có ra, mà siết vô cũng không được, nó xét đó. Cái dùng nọt, cái dùng miền Bắc đó, nó có muối đó, rồi nó ăn ba cái sắt nè. Gắn cái ống vacuum của cái brake booster nha các bạn. Thường mình gắn mấy cái này á, mình thường thường mình thích để cái dấu cũ.
giống original với người khách, người ta nhìn ta không biết mình có tháo hay chưa nữa, người ta không biết. Rồi ở đây nữa. Đó, mình để cái dấu cũ đó. Rồi nói chung là cái phần này là xong. Phần này là xong hết. Rồi mình sẽ làm cái phần time bell với cái nhớt chải của phía dưới. Xin mời các bạn coi video phần 4. Cảm ơn các bạn rất nhiều.